Đây là Toyota Innova phiên bản Hybrid màu trắng rất là đẹp. Xe này thì đã được khách đặt rồi nha quý anh chị nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lướt sơ qua toàn bộ những cái ngoại thất thôi. Chủ yếu là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội thất rất là cao cấp với mức giá 990 triệu chúng ta sẽ bỏ ra cho chiếc Innova phiên bản Hybrid này. Và những khách hàng nào mà chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe Innova này thì đừng bỏ lỡ video này nha. Vì video này em vẫn sẽ làm rất là chi tiết. Thứ nhất là về trang bị trên xe, cái thứ hai là về khoang nội thất cực kỳ là chiều chuộng người sử dụng xe ở trên mẫu xe Innova này. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Innova đừng bỏ lỡ video này nha. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và một nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Về Tỉnh nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Về Tỉnh. Thì về phần form dáng về cách thiết kế này, quý anh chị nhìn có đã mắt không? Cực kỳ đã luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước full LED, gói an toàn Toyota Safety Sense. Đó bao gồm cảnh báo lần đường, cảnh báo tiền va chạm. Cách thiết kế thì cực kỳ đẹp rồi, nhìn là mê rồi. Phần đầu xe nhìn cực kỳ hầm hố luôn. Và chiếc xe này của chúng ta là to hơn, rộng hơn và dài hơn phiên bản cũ rất là nhiều so với phiên bản cũ, nên chắc chắn phần nội thất sẽ là phần đáng quan tâm nhất của mẫu xe này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua phần hông xe một chút nè. Đây là phiên bản Hybrid nha quý anh chị nha. Đó thì bộ mâm này, quý anh chị có thể nhìn thấy bộ mâm nó sẽ lớn hơn cái phiên bản xăng là 1 inch. Đó, bản này thì mâm là 18 nha quý anh chị nha. Mâm này thì là mâm đúc phay xước. Đó, rất là đẹp. Đó, phần hông xe là nhìn phải nói là hoành tráng luôn á, cái phần hông xe á. Con xe của em Vinh thì đang hơi chật một chút nha quý anh chị nha. Đợt này về hơi nhiều xe. Rồi, về phần đuôi xe thì sao? Đây này. Quý anh chị nhìn lướt sơ qua giùm em Vinh phần đuôi xe này. Cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Đó. Phải nói là rất là đẹp luôn cái phần đuôi xe. Nhìn cực kỳ đã luôn, cam 360 này, cam lùi này, cảm biến phía sau này. Đối bản Hybrid này chúng ta có 8 cảm biến xung quanh xe luôn nha quý anh chị nha. 4 sau và 4 trước luôn để chúng ta dễ dàng vận hành và di chuyển chiếc xe này. Đó, đèn báo pha nhạc LED trên cao này, cốp thì là cốp điện nha quý anh chị nha. Đó. Cốp này là cốp điện. Rồi. Hàng ghế thứ ba này của chúng ta này, hàng ghế thứ ba này của chúng ta thì có thể hoàn toàn gập phẳng xuống. Thì trước khi gập phẳng thì chúng ta tháo tấm này ra nha. Đó, trên đây có cái lẫy này. Chúng ta đẩy lên. Rồi, gập phẳng hoàn toàn luôn nha quý anh chị nha. Độ ngã của cái hàng ghế thứ ba này cũng rất là tốt luôn. Đó. Và nếu chúng ta gập phẳng xuống như thế này thì hoàn toàn sàn xe của chúng ta rất là phẳng luôn. Và chúng ta sẽ có một cái khoang để đồ cực kỳ rộng ở trên chiếc Innova này. Đó. Ở cái phiên bản tiền nhiệm cũ trước đó thì cái mẫu xe Innova này chúng ta sẽ không có gập phẳng được cái hàng ghế thứ ba này xuống. Và chúng ta sẽ phải treo sang hai bên. Nhưng mà ở trên cái phiên bản mới này chúng ta đã gập phẳng hoàn toàn xuống rồi. Đó, nó sẽ cho chúng ta một cái khoang nội thất cực kỳ rộng luôn. Đó, chúng ta có thể sử dụng 5 chỗ ngồi phía sau để chúng ta có thể nằm cái giường cho mấy đứa nhỏ chơi. Đó, hoặc là đi picnic thì chúng ta có thể làm đây là một cái khu vực để chúng ta ngồi, để chúng ta picnic cũng rất là tốt. Đó, và nếu mà chúng ta muốn kéo hàng ghế thứ ba này lên thì phía sau nó cũng có một cái sợi dây này. Đó, thao tác nó rất là đơn giản luôn quý chị. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng đóng cái phần cốp xe này lại. Ngày hôm nay thì em vẫn sẽ giới thiệu chi tiết với quý chị về cái phần nội thất của cái chiếc Innova phiên bản Hybrid này. Còn về cái phần ngoại thất thì chắc quý chị đã thấy nhiều rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng dính vào cái phần nội thất này nha. Ngắm sơ qua một chút, em quay vào phía trong cho quý chị coi. Đây, nội thất của Innova. Hai tông màu chủ đạo là màu nâu và màu đen nha quý chị nha. Phần tabi này. Đó, nhìn cái cánh cửa nằm rất là to nha quý chị nha. Cánh cửa nằm rất là to, nhìn rất là lực luôn. Đó, chúng ta tiến vào phần nội thất phía bên trong nha. Rồi, và khi chúng ta bước vào cái phần nội thất của chiếc Innova này này, chúng ta thấy được ngồi cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Ghế da form mới, ngồi rất là to, rất là ôm luôn. Đó, ngồi rất là đã nha quý chị nha. Chỉnh điện 8 hướng. Và ở trên cái chiếc Innova này này thì ngay phần đầu gối trái này, chúng ta sẽ thấy được những cái tính năng an toàn ở trên chiếc xe này. Nó sẽ bao gồm này, đèn pha tự động thông minh này, điều chỉnh góc chiếu này, cam 360 này, mở cốp điện trong xe này, rất là đầy đủ luôn. Đó, vô lăng thì chúng ta sẽ được bọc da, đó, úp mạ bạc 3 chấu. Trên vô lăng tích hợp rất là nhiều nút bấm này. Nó điều khiển cái màn hình đa thông tin ở trước mặt người lái này, làm thoại rắn tay, tăng giảm âm lượng này. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống ga tự động Cruise Control, cùng với đó là hệ thống cảnh báo lần làn đường ở trên chiếc xe này. Nó rất là đầy đủ. Lấy chuyển số thế nào cho vô lăng cũng sẽ được trang bị luôn nha quý chị nha. Đó, đèn phía trước auto. Về cái màn hình phía trước mặt người lái này, quý chị có thể quan sát được này. Màn hình phía trước mặt người lái thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình hoàn toàn quét được số luôn. Đó, cái đồng hồ bên đây là đồng hồ báo lượng pin còn lại trong cục pin Hybrid của chúng ta. Đó, màn hình đa thông tin 7 inch. Đó, rất là rộng rãi. Nhìn rất là đã mắt nha quý chị nha. Màn hình giải trí thì sẽ có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối Bluetooth USB đầy đủ nha quý chị nha. Hệ thống camera 360 độ thì cũng sẽ được hiển thị trên đây. Đó, và có cảm biến luôn và rất là nhiều góc nhìn để chúng ta quan sát và di chuyển chiếc xe này. Đã không quý anh chị? Cực kỳ đã luôn. Đó.
hệ thống K360 của chúng ta đây nha, rất là sắc nét, màn hình thì lớn. Hệ thống điều hòa chúng ta thì sẽ là điều hòa tự động hai dàn lạnh đó, thao tác rất là đẹp, làm cách thiết kế này đó, rất là đẹp nha quý chị nha. Đó, cái hộp số thiết kế dạng thẳng nha quý chị nha. Và ở phía bên đây chúng ta sẽ có những cái nút bấm như là phanh tay điện tử, auto hold, cái nút drive mode này này để chúng ta điều chỉnh ba cái chế độ chạy chúng ta, bao gồm eco, normal và power nha quý chị nha. Đó, chế độ EV mode chạy hoàn toàn bằng điện, và đây là hệ thống VSC TRC. Phía dưới đây thì chúng ta sẽ có hai jack sạc, đó, một jack cắm USB và một jack sạc trên taxi. Đó, chìa khóa thông minh của Innova đây trên tappy, làm cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi gương chiếu hậu trong xe thì sẽ là tự động chống chói. Đó, bộ ghế đây, ôi phong ghế làm rất là đẹp luôn quý chị, phải nói phong ghế làm cực đẹp, siêu đẹp luôn. Đó, và đặc biệt thì trên chiếc xe Innova này chúng ta còn có cả cửa sổ trời toàn cảnh luôn nha quý chị nha. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh thì chúng ta có thể mở được theo hai kiểu. Đầu tiên thì chúng ta chỉ mở cái tấm rèm không thôi, đó, không mở cửa sổ trời ra nha quý chị nha. Đó, cách thứ hai thì chúng ta có thể mở cái kính trần này của chúng ta ra. Đó, một chạm chống kẹt cho quý chị nha. Đó, và chúng ta sẽ đón được toàn bộ không khí và ánh sáng thiên nhiên vô trong xe. Còn nếu trường hợp mà không khí không được trong lành mà chúng ta chỉ muốn lấy ánh sáng thôi thì chúng ta sẽ đóng cái phần này lại và chỉ mở tấm rèm ra thôi. Không sử dụng thì chúng ta chỉ cần với thao tác một chạm thôi là cái tấm rèm của chúng ta nó sẽ tự động đóng lại. Đó, rèm sẽ tự động được đóng lại nha quý chị nha. Đó, nó rất là tiện lợi luôn. Đó, phải nói đây là một chiếc xe đầu tiên của nhà Toyota được trang bị rất là nhiều công nghệ như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế mà được rất là nhiều những khách hàng thích, và phải nói là đây là một chiếc xe có cái hàng ghế thứ hai là hàng ghế thương gia, cực kỳ đã luôn quý anh chị. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng em Vân tiến vào cái phần nội thất của chiếc Innova này. Và đây chính là cái ghế thương gia Ottoman của chúng ta. Ghế này thì chúng ta có thể điều chỉnh được 6 hướng, 8 hướng tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta có thể trượt tới, trượt lui này. Cái này thì sẽ chỉnh cơ nha quý anh chị nha. Đó, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có điều chỉnh cái độ ngã ghế. Cái này thì chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn bằng điện. Đó, cái độ ngã ghế này chúng ta sẽ điều chỉnh hoàn toàn bằng điện nha quý chị nha. Em Vân sẽ để cái tư thế ngồi tuyệt vời nhất. Đó, và rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ điều chỉnh gì nào. Đó, cái nút phía bên dưới đây này quý chị, đây đây, em quay sát này, đây này. Đó, cái nút này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái bệ đỡ chân của chúng ta. Đó, anh chị có thấy cái bệ đỡ chân đang được đưa lên không? Rồi, và bây giờ thì quý chị có thể thấy được gần như em Vân đang nằm ra luôn cái chiếc Innova này. Một cái ghế thương gia Ottoman phải nói là rất là tuyệt vời trên chiếc xe này. Đó, để chúng ta có những cái trải nghiệm phải nói là tuyệt vời nhất ở trên cái mẫu xe Innova. Đó, mà chúng ta chỉ phải bỏ ra đâu đó là 990 triệu đồng dành cho giá gốc của cái chiếc xe Innova này thôi là chúng ta sẽ sở hữu được rồi. Ở phía sau đây, quý chị nhìn lên phần trần xe, chúng ta sẽ thấy được toàn bộ cái view ở trên trần xe của chúng ta bằng cái cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, cửa gió và đèn led viền cũng đều sẽ được trang bị ở hai bên. Đó, để chúng ta có cái khả năng vận hành và ngồi trên xe được thoải mái nhất. Đó, ở phía sau này, em quay sát vào phía trong đây, chúng ta sẽ điều chỉnh được tốc độ gió phía sau hoàn toàn độc lập bằng cái bảng điều chỉnh ở đây. Đó, phía dưới có hai jack sạc chân thai si để chúng ta sạc điện thoại. Và ở chính giữa đây này, chúng ta còn sẽ có một cái bàn để chúng ta làm việc. Đó, một cái bàn để chúng ta làm việc nhé. Đó, khi không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ gặp lại. Và quý chị đang thắc mắc là chúng ta muốn đi ra cái hàng ghế thứ ba thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là ở chính giữa đây sẽ có một cái lối đi. Xe này thì chúng ta sẽ đăng ký là 7 chỗ ngồi nha quý chị nhá, cả tài. Thì nếu mà chúng ta muốn đi thì chúng ta có thể đi bằng cái lối đi ở phía giữa đây. Hoặc trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ di chuyển ra hàng ghế thứ ba bằng cách như sau. Rồi, chúng ta sẽ kéo cái cần gạt này và đẩy hết cỡ về phía trước. Chúng ta sẽ chỉnh cái lưng ghế lên một chút nha, để cho dễ lên xuống. Rồi, và chúng ta sẽ tiến vào cái hàng ghế thứ ba. Đây, hàng ghế thứ ba đây nha quý anh chị nha. Hàng ghế thứ ba thì đây là vị trí cố định, chúng ta chưa có điều chỉnh bất kỳ một cái gì hết. Và ngay bây giờ thì em Vân sẽ tiến hành điều chỉnh vị trí ngồi sao cho thoải mái nhất nha quý anh chị nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái tựa đầu. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tăng độ ngã của cái ghế này lên. Đó. Độ ngã rất là sâu nha quý anh chị nha. Quý anh chị nhìn giữa cái ghế chưa được ngã và cái ghế em Vân đã ngã rồi này. Ngồi cực kỳ đã luôn quý anh chị. Đó, và nếu mà chúng ta muốn xuống xe thì sao? Chúng ta muốn xuống xe phía sau đây sẽ có một cái lẫy này. Đó, chúng ta có thể hoàn toàn điều chỉnh được cái hàng ghế phía trước của chúng ta. Đó, để chúng ta đi xuống và không cần phải nhờ cái người ở hàng ghế trước nha quý anh chị nha. Đó. Rồi, thường thì cái hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ để ở đây. Đó, và hàng ghế thứ hai này chúng ta còn có cái bệ tì tay này. Đó, cái bệ tì tay luôn nha quý anh chị nha.
Rồi. Và cái độ ngã hàng ghế thứ ba phải nói rất là tuyệt vời luôn, ngồi bao thoải mái quý chị nha. Đây là chiếc Innova hoàn toàn mới nên chúng ta sẽ có được một cái khoang nội thất rộng rãi và thoải mái hơn rất là nhiều. Đó, và chúng ta sẽ thấy được em Vinh ngồi trong xe với chiều cao của em Vinh ngồi cực kỳ thoải mái trên chiếc Innova này, đảm bảo chúng ta đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của chiếc xe này. Đó, và nếu mà chúng ta không muốn nhờ cái hàng ghế phía trước thì chúng ta sẽ đi bằng cái đường ở phía giữa này. Đó, thì chúng ta sẽ di chuyển ra cái hàng ghế phía trước của chúng ta rồi. Rất là đơn giản nha quý chị nha. Đó, mọi thứ chúng ta sử dụng ở trên chiếc xe này cực kỳ dễ dàng. Đặc biệt thì khi mà Innova được nâng lên một cái tầm cao mới như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm tốt hơn ở trên chiếc Innova này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng em Vinh tiến vào, đó chính là về mức giá của chiếc xe Innova này. Thì đối với mức giá hiện tại dành cho phiên bản máy xăng, chúng ta sẽ có mức giá là 810 triệu đồng. Đối với phiên bản Hybrid đang đứng kế bên em Vinh đây, chúng ta sẽ có mức giá là 990 triệu đồng dành cho chiếc xe Toyota Innova phiên bản Hybrid đang đứng kế bên em Vinh đây. Và chiếc xe này của chúng ta nếu như lăn bánh tại Sài Gòn phiên bản Hybrid này, chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh dự kiến ra vào tầm khoảng 1.136.000.000 đồng để sở hữu được chiếc xe Toyota Innova phiên bản Hybrid này. Một mức giá rất là hợp lý nha quý chị nha, hơn 1 tỷ một chút là chúng ta sẽ có được tất cả những cái mà em Vinh vừa giới thiệu quý chị: ghế thương gia Optoman này, trang bị công nghệ option hiện đại và form dáng thì hoàn toàn mới. Và xe thì sử dụng khối động cơ 2.0 lít mới, chuyển từ cái mẫu xe Camry xuống lên cực kỳ êm luôn quý chị. Và lại còn tiết kiệm nhiên liệu hơn, bây giờ 100 cây chúng ta chỉ tiêu hao tầm khoảng hơn 8 lít trên 100 km thôi. Và Innova thì hiện tại bây giờ chúng ta phải đặt hàng nha quý chị nha, dự kiến sau Tết mới có xe. Những khách hàng nào mà bây giờ chúng ta còn lấn cấn cái việc sau Tết á, thì đặt xe thì quý anh chị, đặt từ bây giờ là sau Tết chúng ta sẽ có xe rồi. Nên quý chị cứ đặt xe đi, sau Tết chúng ta sẽ có được chiếc Innova này. Và hiện tại thì bên em sẽ không ép khách hàng phải mua phụ kiện gì hết. Nên quý chị nào muốn đặt xe thì cứ nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái thời gian giao xe sớm nhất. Nên chị cứ yên tâm khi đặt xe tại vì Toyota Tân Tạo, ai đặt sớm thì sẽ có sớm nha quý chị nha. Những khách hàng nào đang quan tâm chương trình trả góp thì nếu mà hiện tại bây giờ mà trong thời điểm hiện tại là lãi suất 0% nhưng mà qua năm thì chưa biết chúng ta có được áp dụng cái lãi suất đó tiếp hay không. Nên những khách hàng nào mà bây giờ mà đang quan tâm đến phần lãi suất thì mình sẽ tạm tính ở mức lãi suất là 0.63%. Về hồ sơ thủ tục cũng rất là đơn giản nha quý chị nha. Và để biết thông tin hồ sơ chính xác nhất thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình để em Vinh tư vấn chi tiết nhất nha. Khách hàng nào muốn lên showroom để coi xe, lái thử hay là trải nghiệm xe thì có thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhớ trước khi lên hãy gọi vào hotline đi gặp trực tiếp Vinh được tư vấn hỗ trợ về mẫu xe Toyota Innova, chiếc xe rất là đẹp đang đứng kế bên em Vinh đây nha. Theo lại quý chị trong những video tiếp theo và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh CV Tấn nha. Em xin cảm ơn.